Huấn luyện viên Park nổi giận vì tuyển Malaysia tập sớm khiến tuyển Việt Nam lộ bài. Buổi tập của tuyển Việt Nam kết thúc vào lúc 18 giờ và ngay sau đó là buổi tập của tuyển Malaysia. Tuy nhiên khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn gần 30 phút nữa mới kết thúc buổi tập của mình thì xe ô tô chở đội Malaysia bất ngờ di chuyển vào trong sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ngay lập tức thì thầy Park cho các học trò dừng tập khi xe chở đội Malaysia di chuyển qua. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã không hài lòng vì điều này đáng lẽ không xảy ra. Việc hai đội chuẩn bị đối đầu nhau trong trận đấu rất quan trọng sắp tới, nên nếu bị lộ bài là một bất lợi lớn. Xe chở đội Malaysia sau đó đã được yêu cầu tìm chỗ khuất để đỗ. Chỉ đến 18 giờ các thành viên đội khách mới được xuống xe để bước vào sân tập. Khi bước xuống sân, huấn luyện viên trưởng của Malaysia liên tục tranh thủ nhìn trộm buổi tập của tuyển Việt Nam ở sân tập bên cạnh. Chỉ đến khi đội chủ nhà kết thúc buổi tập của mình thì huấn luyện viên Tang Cheng Hoa mới tiếp tục công việc của mình với các học trò. Theo quy định của FIFA thì các đội bóng có 3 buổi tập chính thức trước trận đấu. Đây mới là buổi tập đầu tiên và sự cố thì đã xảy ra, khiến cho bầu không khí cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trở nên rất căng thẳng. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 10 trên sân vận động Mỹ Đình. Huấn luyện viên Malaysia xem trộm tuyển Việt Nam tập có mặt ở Hà Nội vào buổi trưa, tuyển Malaysia đã ra sân tập vào chiều ngày 7 tháng 10. Đội bóng này đến sân sớm tới gần 30 phút và đi qua khu vực tập luyện của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất không hài lòng. Về phần mình, tuyển Malaysia đã nói không với báo chí khi tuyên bố buổi tập không được phép tác nghiệp một chút nào. Tuy nhiên, sau khi thấy mình đã quá khó tính, ban huấn luyện đội Malaysia đã cho các phóng viên được ghi hình, chụp ảnh trong 15 phút. Dù vậy, các cầu thủ Malaysia chủ yếu là nằm thư giãn hay là cười đùa với nhau trong thời gian này. Ngoài ra, các cầu thủ còn câu giờ chờ báo chí rút lui. Tuyển Malaysia mang sang Hà Nội lần này đến 3 thủ môn. Các cầu thủ gần như không tập gì trong vòng 15 phút đầu tiên. Huấn luyện viên Tan Cheng Ho cũng từ chối phỏng vấn từ sân bay tới sân tập khi tới Hà Nội. Và vị huấn luyện viên này dành sự quan tâm đặc biệt tới buổi tập của tuyển Việt Nam ở sân bên cạnh. Tuyển Việt Nam bất ngờ át chủ bài để thầy Park hạ Malaysia Quý vị và các bạn thân mến, Công Phượng mới trở về từ Bỉ không lâu trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra, nên gần như chắc chắn tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Sin khó có thể được huấn luyện viên Park Hang-seo xếp đá chính. Huấn luyện viên Park Hang-seo không phải đánh giá thấp vai trò của Công Phượng, trái lại chiến lược gia người Hàn Quốc thực sự cần tiền đạo xứ nghệ là đằng khác. Thế nhưng vì lý do chuyên môn, thuyền trưởng tuyển Việt Nam đành sử dụng chân sút từng ghi nhiều bàn thắng vào lưới Malaysia nhất phải ngồi dự bị. Đây là điều dễ hiểu bởi rất khó cho ông Park bố trí Công Phượng đá từ đầu với lo ngại về thể lực cũng như cảm giác thi đấu sau một thời gian rất dài không ra sân tại Bỉ. Đóng vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam chắc chắn không ai qua được là Quang Hải kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo lên nắm quyền. Nhưng cũng giống như Công Phượng, chiến lược gia người Hàn Quốc rất khó trao tất cả trách nhiệm cho tiền vệ khoác áo câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu sắp tới. Bởi rõ ràng Quang Hải vào lúc này cũng không chắc được đảm bảo 100% phong độ lẫn thể trạng khi vừa có chuyến đi tương đối vất vả đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đá Chung kết AFC Cup. Nói như thế có nghĩa, Quang Hải vẫn đá chính, nhưng sẽ đóng vai trò khác, thay vì là điểm đến, là sự khởi đầu cho các đợt tấn công về phía không thành Malaysia. Không công phượng giảm bớt gánh nặng cho Quang Hải. Liệu rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trao trách nhiệm cho ai để mở ra các đợt tấn công và giành chiến thắng trước Malaysia ở trận đấu tới đây? Câu trả lời không ai khác là Văn Toàn khi tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã và đang chiếm được tình cảm rất lớn từ huấn luyện viên Park Hang Seo, cũng như cách chơi mà chân sút người Hải Dương đang sở hữu thực sự phù hợp khi đá với Malaysia. Nhìn hàng thủ của Malaysia ở chiến thắng đậm 6-0 trước khi đến Việt Nam thực sự không quá chắc chắn. Nếu như chẳng muốn nói, thiếu hẳn sự gắn kết cần thiết trong tình huống phải đối mặt với các pha tấn công chớp nhoáng, tốc độ từ phía Sri Lanka. Điểm yếu này của Malaysia chắc chắn sẽ được ông Park khai thác triệt để ở trận đấu tới và người phù hợp nhất như đã nói sẽ là Văn Toàn khi sở hữu khả năng tốc độ số 1 ở tuyển Việt Nam vào lúc này. Văn Toàn có thể chưa dứt điểm quá ổn, thế nhưng chỉ cần dựa vào tốc độ thôi chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Malaysia vỡ. Và phần việc còn lại của tiền đạo đang khoác áo anh gia lai là kiến tạo hoặc tạo ra một tình huống xuất phạt cho Quang Hải lập công. Ông Park cần phải dựa vào Văn Toàn ở riêng trận đấu nhiều hơn là về công phượng Quang Hải hay Anh Đức chắc chắn sẽ được huấn luyện viên Tan Trang Huê bố trí chăm sóc rất kỹ trong khi chân sút người Hải Dương mùa giải năm nay mới thực sự bùng nổ để hoàn toàn là một bất ngờ cho Malaysia. Chọn văn toàn như quân át chủ bài cho trận đấu sắp tới, chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ còn chiến thắng ở Mỹ Đình. Chờ mà xem. Khuấn luyện viên Malaysia gửi huyết thư tới thầy trò Park Hang Seo. Thưa quý vị, trong trận giao hữu vào ngày 5 tháng 10 với chiến thắng 6-0 trước đối thủ Sri Lanka ở trận giao hữu, huấn luyện viên Tan trên Hoa tự tin khẳng định tuyển Malaysia đã sẵn sàng tốt nhất cho trận đấu với Việt Nam tại vùng loại quân cấp 2022 rằng chúng tôi hưng phấn sẵn sàng đánh bại đội tuyển Việt Nam. Ông Tan Trinh Hoa khen ngợi cầu thủ sau buổi họp báo. Đây là một kết quả tuyệt vời. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Họ đã thể hiện được mình, duy trì sự tập trung và khá khao. Ông Tan tự tin, Tôi muốn cầu thủ duy trì sự hưng phấn để mang nó tới Hà Nội. Tôi vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự trận đấu vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Bản danh sách này sẽ có những cầu thủ từng đối đầu Việt Nam tại AFF Cup năm 2018. Họ đang rất quyết tâm để giành chiến thắng. Toàn đội gặp khó vì có một số trường hợp dính chấn thương. Thế nhưng, tuyển Malaysia sẽ tự tin cho nỗ lực và giành chiến thắng. Tất nhiên, việc Malaysia tung hết chiêu để thử ở trận đấu với Sri Lanka cũng sẽ là điểm mấu chốt để chiến lược gia người Hàn Quốc tìm ra phương án khắc chế, chưa nói ông Bắc luôn biết cách làm thế nào cho đối thủ bất ngờ nhất để mang về chiến thắng cho đội nhà. Đây mới là điều mà người hâm mộ vẫn còn tin vào chiến thắng cho tuyển Việt Nam, còn sự chuẩn bị cho trận đấu dường như đang thất thế so với Malaysia rất nhiều. Về phía mình với những điểm yếu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã bộc lộ ở trận đấu vừa qua với Thái Lan ở vòng loại quân Cup 2022, nhiều khả năng huấn đường phim Park Hang-seo sẽ tận dụng đợt tập trung ngắn này để tìm kiếm ra được những nhân tố, những nhân tố này có đủ trình độ, khả năng và khao khát được cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia và tạo bất ngờ cho Malaysia nếu như hoàng thịnh khắc ngọc hải huy hồng quân là những cái tên mà người hâm mộ bóng đá việt nam đã quen mặt thì đặng anh tuấn hay là văn thuận và cũng có thể là tô văn vũ sẽ là nhân tố được mọi người quan tâm nếu họ có cơ hội được lên tuyển và đáp ứng được yêu cầu của tây bắc thì họ sẽ là những bất ngờ thú vị và đáng chờ đợi của đội tuyển quốc gia việt nam trong trận đấu với malaysia sắp tới Đặc biệt với hai vị trí tối quan trọng là hậu vệ và tiền đạo của chúng ta không có được phong độ tốt nhất hoặc là những trụ cột gặp chấn thương sẽ là nơi được vị chiến được gia người Hàn Quốc lưu tâm nhất trong việc tìm kiếm lựa chọn những nhân tố mới. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị tuyển Việt Nam tiếp Malaysia vào ngày 10 tháng 10 và Indonesia vào ngày 15 tháng 10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Theo đó, chính cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển bao gồm thủ môn Trần Nguyên Mạnh của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, hậu vệ An Hoàng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Công Thành câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tiền vệ Tô Văn Vũ, B Bình Dương, Lương Xuân Trường Hoàng Anh Gia Lai, võ Huy Toàn SHB Đà Nẵng, Đặng Anh Tuấn SHB Đà Nẵng, tiền đạo Hà Minh Tuấn SHB Đà Nẵng và Mạc Hồng Quân Thanh Quảng Ninh. Ngoài ra tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh ban đầu có tên trong danh sách triệu tập nhưng sau đó đã không thể cướp mặt vì viêm giác mạc. Trận giao tranh giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vòng loại World Cup 2022 được bắt đầu vào lúc 20 giờ thứ năm ngày 10 tháng 10 tại sân vận động Mỹ Đình. Vé trận Việt Nam Malaysia vòng loại World Cup 2022 nhảy múa gấp 5 lần. Thưa quý vị, đầu tháng 9 vừa qua đội tuyển Việt Nam đã có trận mở màn ở vòng loại World Cup 2022 khi làm khách trên sân Thái Lan. Dù không có kết quả như mong muốn nhưng các cầu thủ của đội tuyển cũng đã thể hiện rõ tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Có trong tay một điểm, đội tuyển Việt Nam tới đây sẽ tiếp đón các cầu thủ của Malaysia trên sân nhà vào hồi 20 giờ ngày 10 tháng 10 trên sân vận động Mỹ Đình. Trước khi diễn ra trận đấu, ngày 19 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức bán vé bằng ứng dụng di động. Tuy nhiên, mỗi đợt VFF mở bán chỉ 2 đến 4 phút đã thông báo hết vé. Điều này cho thấy sức nóng của trận đấu được người hâm mộ, cổ động viên chờ đón như thế nào. VFF cũng phân phối 4 loại vé với các mệnh giá lần lượt 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng một vé. Đến ngày 27 tháng 9, phía VFF đã tiến hành vận chuyển vé đến tay khách hàng. Ngay sau khi nhận được những tấm vé trên tay, rất nhiều người đã ra bán lại vé trên các kênh online, trang web với giá cao gấp nhiều lần. Chiều ngày 1 tháng 10, tại trước sân vận động Mỹ Đình, khu vực trước cổng VFF, rất đông đảo co vé đã có mặt tại đây săn lùng, cũng như chào mời người dân có nhu cầu mua vé. Một đặc điểm chung đối với thị trường vé chợ đen, mệnh giá vé càng cao, chênh lệch so với giá gốc càng lớn. Đơn cử như một cặp vé mệnh giá 500.000 đồng được chào bán với giá 4,5 triệu, mệnh giá 400.000 được chào giá 3,5 triệu, thấp nhất là 200.000 được chào 1,6-1,7 triệu đồng. Thậm chí hệ có bất cứ phương tiện ô tô, xe máy nào chạy chậm chậm qua là lập tức nhiều cò vé, bổ vây, hỏi mua lại vé hoặc chào bán. Trao đổi với phóng viên, một người phụ nữ bịt kính mặt cho biết nếu mình giá 500.000 đồng thì chị thu lại với mức 3,5 triệu nhé. Căng lắm là 3,6 triệu, sang tay lại cho chị các em lời 3 triệu đồng là được rồi. Như vậy, nếu giao dịch thành công cặp vé mệnh giá 500.000 đồng, coi sẽ dễ dàng đút túi 1 triệu đồng. Khi di chuyển ra vị trí khác, chúng tôi vừa hỏi mua cặp vé mệnh giá 200.000 đồng, thì một người nói, cặp vé loại này nhu cầu nhiều nên giá cũng phải 1,6 triệu đồng nhé người phụ nữ này luôn miệng nói mua ngay đi kẹo mai kia giá vé còn tăng hơn nữa không ít người dân may mắn đặt mua vé thành công không có nhu cầu theo dõi trận đấu cũng đã có mặt tại đây để cho bán lại cho các cò vé những cuộc ngã giá diễn ra nhanh chóng thậm chí để tránh lực lượng chức năng phát hiện cò đang nghĩ ra nhiều chiêu thức giao dịch được cho là an toàn như giao vé tận nơi di chuyển ra khu vực khác để mà trao đổi không chỉ trước khu vực sông vận động Mỹ Đình mới diễn ra việc mua bán trao đổi vé sôi động, mà trên các kênh online mạng xã hội cũng khá là nhộn nhịp, đặc biệt nhiều người hâm mộ và người bán vé còn tìm đến các group kín để tiện trao đổi và mua bán.